Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Dưới một lệnh của Chu Nguyên, các đội viên của Thiên Nguyên Vực đã phân tán ra ở trong ngọn núi lớn và bắt đầu tìm kiếm linh cờ. Trong núi lúc này trở lên láo nhiệt. Đám người giống như là châu chấu này, chỉ biết phá hoại ở trong núi. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy những thứ mình không muốn thấy. Đại hội cửu vực dù sao cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Dù sao cũng còn thời gian, để đám nhóc này đào trước đã, mình cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Hừm. Đó là những trinh sát. Những người kia, đó không phải là những trinh sát trước đó chúng ta đã phái đi ra ngoài hay sao? Có người đang theo dõi bọn họ. Xem ra tình hình không ổn rồi. Không biết là đội ngũ của vực nào đã đuổi theo tới đây. Chỉ có 8 người đến mà thôi, đuổi theo sát như vậy, thực lực của bọn hắn thật sự là rất mạnh. Trinh sát của chúng ta lại không thể nào thoát khỏi. Không hay. Đối phương công kích rồi. Cẩn thận. Tổng các chủ Uy Vũ, đánh hay lắm. Tổng các chủ Mãi Đỉnh, các người là đội ngũ của vực nào, tại sao lại ép người như vậy? Đội trưởng là người nào? Lại dám ngăn chặn chúng ta, ngươi thật sự là muốn biết là ai? Bớt phí lời. Chúng ta là đội ngũ của vạn tổ vực, đội trưởng của chúng ta. Ây, nói đến cũng coi như là vinh hạnh của các người. Đội trưởng của chúng ta tên là Triệu Mục Thần. Triệu Mục Thần, chúng ta lại gặp phải người của vạn tổ vực. Vạn tổ vực lần này nguy rồi. Vừa mới vào đã gặp phải vạn tổ vực rồi, chúng ta quả nhiên là bị tính kế rồi. Vì thế có thể thao túng tất cả những chuyện này, ở trong đó tất nhiên là có người động tay động chân rồi. Nhất định là những người ở trong cường giả pháp vực. Xem ra, quả nhiên là triệu tiên chuẩn của vạn tổ vực rồi.